Rồi con bệnh sao nói nên biết phải con rung. Không biết phải con rung. Rung, tuổi trẻ mà tay rung sớm vậy con. Đưa hẳn rung là sao? Không ăn. Hay là tập trung rung. Đưa hẳn rung vậy đó hả? Tay này. Đấy. Rung. Nó bị bao lâu rồi? Thằng con, thằng em có lúc bất đê chắc cả đây cả năm đó thầy. Nó lớn mà con không để ý. À, cô này Maren mà mất ngủ nè phải không cô đúng rồi. À, thầy chữa này đỡ chưa? Dạ, phải luôn. Quá tuyệt vời, dạ, quá tuyệt vời rồi, hả? Mời mời cô lên đây chia sẻ chút xíu đi, mời cô lên đây. Thôi bây giờ có cái ghế trống mời cô ngồi ở đây nha. Mời đây ngồi đây. Rồi. Bây giờ đó cô xin chia sẻ một cái người mà mình người đẹp đi DVD số 3. Người đẹp đi mời cô. Thiên nhiên Paris nha. Nha, bây giờ cô chia sẻ cho bà con thấy và cái kinh nghiệm thế này và thầy chữa thế nào rồi cô sẵn cô nói luôn cô học được rồi đã cho bà con biết rồi mà cô tên gì á quên rồi. Cảm ơn thầy cho phép con được để mình tự nhiên à, nói về câu đi để cho nó lấy bình tĩnh luôn. Em tên gì? Con tên Tina. Trước đây con đi ra đây con học khóa 1 đó, khóa 1 được thầy phước lộc cho con bị migraine bao nhiêu lần. Phải nói là rất là tuyệt vời là vì cái bệnh của con là đi bác sĩ thuốc tay là chữa không được rồi ha, chữa không được, đi thật sự chăm cứu cũng tốn tiền cũng không xong, mà ra thầy chỉ rất là đơn giản để mình bấm huyệt đó. Tại vì chính con là cái người bệnh rất nặng, bây giờ nói là cũng thông cảm nên mấy bác ở đây, cô với mấy chị đây, mấy anh ở đây có thể là mình mình không có feel được. Nhưng mà nếu mà coi con giống như trong gia đình đó, con là một trong những cái người là con thấy bệnh con bệnh nặng thật. Bệnh và là vô bệnh viện emergency luôn. Thuốc uống rất là nhiều, thuốc 30 đồng một viên. Mà ra thầy phải nói là con mang ơn. Bây giờ con tỉnh lên, hồi trước con ra đây là phải nói là người bệnh buồn nôn, rồi bệnh phải nói tùm lum hết đó. Mà cái migraine là bệnh chính của con. Thầy chữ rất là simple, rất là đơn giản, chỉ bấm huyệt thôi mà về nhà là kể giống như là bây giờ yêu đời là hết bệnh rồi. Rồi sau đó là con mới giới thiệu mẹ con tới. Bị mẹ con bị nên như vậy là mười mấy năm trời, cái xương tay gì đó đại khái là đau và đi bác sĩ tay cũng tốn biết bao nhiêu rồi cũng hơ lửa này kia đó, mà cuối cùng ra thầy chữa về nhà cũng rất là chuyện đơn giản, chỉ bấm huyệt, chỉ đúng như vậy làm y chang như vậy mẹ con cũng hết. Thì đến sáng nay cho nên hồi nãy con mới gọi con make sure, con muốn bảo đảm là có thầy phước lộc không hồi nãy là cô gọi. Ok. Dạ con muốn có thầy ra đây chữa bệnh cho thằng bé nên như vậy. Thì ra con nói nếu mà mấy bác mà có cái niềm tin đó thì con nói thật là bác thầy phước lộc rất là hay, phải nói là rất là hay. Tôi đặt chị là chị cô Myren đi. Hôm đó cô mất ngủ bao lâu? Cái tên gì em kỳ vậy? Mất ngủ bao lâu? Dạ, nếu như mà hết dạ con hết đó. Dạ thì con thầy chị cô Myren thì thật. Bị bao lâu? Bị bao lâu hả? Con bị nó lâu lắm rồi, bị cả 6-7 năm rồi. Ồ vậy đó hả? Bây giờ những người bên thầy chỉ có 2-3 tuần thôi, mình chịu khó lắm. Như thầy nãy thầy có nói với chị đó, những gì thầy nói chị phải làm. Thì đôi khi mình đến đây thật sự cái lên mình chia sẻ thôi nha, mình đến đây thầy hay nhưng mà mình cái vấn đề mình có chịu khó mình tập hay không nữa. Chứ nếu mà nói hay về nhà mình làm biếng thì mình nói chứ ủa thầy chỉ tôi đâu có hết bệnh đâu, nhưng mà mình thầy cho mình một cái phương cách mà phải do mình phải biết mình phải làm nữa. Thì thật sự nói là những cái gì mà thầy chỉ mình phải nói quý lắm. Bởi nhiều khi mình nói chứ mình có thể mình nói mình tiếc sợ mà thầy mà ngày nào mà thầy đi vacation đó, thầy ở nhà thầy không có chịu chữa bệnh là kể như là những người giống như mình ở đây là cũng trở ngại lắm. Mình muốn có cái dịp may cũng không có đâu. Dạ. Một câu hỏi này cũng rất là có ý nghĩa nè. Thầy Lý Phước Lộc hướng dẫn cho chị như vậy đó. Bây giờ chị về chị tự chị làm đấy được không? Chị chữa cho chị được không? Dạ, thì khi mà thầy chị rất là rõ ràng về tự chữa lấy được. Mà thậm chí là mình nói đúng ra đang lái xe cũng làm luôn hả? Đang lái xe sáng sớm ra lái xe là mình sẽ tự động mình làm lấy. Như vậy là người khác trường hợp là bệnh như chị đó nha, là chị chữa được chắc chắn. Bảo đảm tại vì cái này có thể mình nói 100%, mình rất là phải nói mạnh mẽ nói là tại vì cái bệnh này là vội bệnh viện emergency, 30 đồng một viên thuốc rất là mạnh, nhưng mà cuối cùng ra kể như thuốc đó bây giờ không sử dụng nữa. Quý vị cho ông tràng pháo tay. Đây là tôi xin lỗi tôi đặt nó giống như là cô Maren, một cái bệnh mất ngủ mà bây giờ cổ chữa được cho người khác. Quý vị nào nếu mà không gặp thầy Lộc có thể gặp liên lạc với cô Maren số phone. Dạ không, thật sự cái này mới mốt được thầy. Thành ra mà biết ai mà muốn về mà thật sự mà
mình thông cảm, có đôi khi đó mình đến những cái thầy chữa bệnh mình sẽ có cái câu mình sẽ hoang mang, thầy có chữa được hay không, cái đó là một cái câu rất là bình thường, đúng, rất là bình thường. Nhưng mà nếu như mình muốn biết nhiều người mà không chưa có thì cứ nói chuyện, cứ cho số phone của cháu tên là Tina đó, là Tina. Cháu sẽ sẵn sàng chia sẻ, tại vì không những riêng bản thân của mình nói về đầu, nói về cả mẹ mình trong nhà bệnh khớp cái tay như vậy mười mấy năm trời mà cuối cùng hết đau, bây giờ mừng quá thành ra rất là cảm ơn cô Tina. Quý vị nhìn kỹ thầy Lộc nè, phải không, ông rất là sung sướng nụ cười happy hả? Tại vì sao, giống như là Tỷ Lệ Thánh á, nhổ cái lông ra đó, có nhiều người bà làm được cái cho giúp đời là cái chuyện đó đó. Quý vị thấy không, cái vị này đó là học khóa một đầu tiên, khóa một đầu tiên mà đây có lẽ là giờ nhân duyên là sao tự nhiên bữa nay cổ mò lại cổ đến đây thế này, tại vì thế này mình lucky đó, nói đúng ra may quá. Thường thường đó mình nói chứ cái này cho vui, nhiều người tốn nhiều tiền đến bác sĩ có tốn nhiều quá mà đây đó mình cái điều mình may mắn mình không tốn tiền nhiều, mình có nhiều phước thế là mình ở nhà luôn, có mình lại không đi nhưng mà khi mình có cái người trong gia đình người nào quen bệnh thì đương nhiên là mình phải lại kiếm cái tiền cho nên cái điều đó là nói cháu ra bây giờ cháu thầy thử cái này nha, đưa tay đó thì như quý vị thấy đây là gì của cô con. Dạ con. Đó thì bây giờ đó quý vị thấy có lẽ là rất nhiều người nghe cái này và sẽ xem cụ phim này, rồi quý vị thấy cái tâm và cái ý của thầy Lộc, ổng rất happy. Đây cho bây giờ cho người con giờ thử nè, cái tay mà rung á, bây giờ quý vị nhìn lại con nó có bớt không, bớt rung ha, có bớt rung không con, chính con nó rồi bớt không con, bớt con gật cái đầu với con là con bớt rung không. Dạ con thấy nó, con biết. Bớt rung liền. Tay nó không thể nào nó im được như vậy. Hay quá. Con nhớ nha. Lạ lùng à. Mẹ con nói, you have to remember. Rất là lạ lùng ha. Rồi xong bây giờ giải thích này ha, rất đơn giản. Cái duyên phước là cái này, là duyên phước con này cũng tôi có cái duyên với gia đình cổ á. Đúng rồi. Người xưa nói cái dùng việc cổ tay này nè. Rồi, rất cảm ơn cô Tina. Nó có những cái mạch huyệt rất quan trọng, cho nên họ đặt những kỳ huyệt cho nó. Nhưng mà theo con thuyết đồng ứng của chúng ta nó chính xác vô cùng, cổ đồng cổ, cho nên cái cuốn tim á, từ cái đàm mà từ cái quả tim nó đi lên, nó đưa hai nhánh đi lên cổ á, nó cũng cổ đó nó cũng có cái ảnh hưởng giống như cái cổ tai vậy. Cho nên cái huyệt này người xưa đặt tên ở trong này nè là huyệt Thốn Bình, chứ không phải nằm ở ngoài này. Mà tự nhiên á, bé này nó đau á, nó để một cái tàn nhang ở đây nè. Cho nên cái việc đầu tiên khi tôi khám cụ thể thì cái vết này nó đã để sẵn. Bên này nó để một cái vết nhỏ hơn. Một cái vết nhỏ hơn. Mà tôi chỉ án vào hai việc này thôi, cái tay cháu bớt rung. Thì như vậy nó về nhà cứ ráng tập về cho làm cho cháu này. Lấy tay nhẹ để nhà. Tay đừng có, mình án là về nè. Khi nào bao giờ mà. Nó tay để về nè, tay nhà. Cái ngón này để vô đây thôi. Dạ. Giờ vậy nè. Đó. 7 cái vậy thôi, buông ra một ngày 3 lần. Dạ. Cái làm vậy thôi thì từ 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 nó sẽ bớt rung. Dạ. Cái này là thầy là thầy Lộc khám phá đây, cái vết đen này đó là cái triệu chứng của cái bàn tay nó rung đó thầy. Thưa thầy. Đúng. Bên này. Vì cái từ diễn cảnh ngày xưa của thầy Châu dùng á là diễn cảnh trên mặt. Còn cái diễn cảnh của tôi ngày nay đó là tấm da trên toàn thân. Mặt da là tấm gương phản chiếu của toàn thân. Cái người yếu người bệnh gì nó hiện ra mặt da hết, và chỗ nào nó bệnh nó lưu lại dấu vết, cũng như trời sắp dần vũ, trời sắp mưa thì trời phải báo hiệu có mây đen, đó là luật. Cũng như người xưa người ta kinh nghiệm rằng là hễ mà tiền sắm mà hậu mưa đó thì là mưa lớn mưa nhỏ vậy đó, là sắm đi trước sắm đi sau, thì con người ta khi bị bệnh cũng vậy, nó luôn luôn nó để lại một cái vết đó. Thì khi làm xong rồi gì, chà cái ghế này cho cháu nè, mỗi ngày làm này. Này nó hai tay ha, cái dùng này rất quan trọng nha. Nó nằm ở cái đốt sống bảy, ngước xuống ha, từ trên này đi xuống nè. Thôi cái đốt sống bảy nằm khoảng này. Cái đây, chỗ này nó cũng có một cái vết lạ lắm. Mình lấy làm nhẹ vậy thôi. Đó, ha, và nó khó chịu rồi. À, con ngẩng lên chút xíu rồi, ngẩng lên chút. Con nghe đau gì con nói nha. Có nghe đau không? Đau hả? Nhưng mà làm bây giờ con thấy nó dễ chịu không? Hả? Không hả? Không dễ chịu hả? Tức là đụng như đây con khó chịu ở đầu hả sao? Đau hả? Ok. Đau đây đâu hả? Đau nó đi hết. Đó, đau. Rồi, xong rồi chà ra bên đây. Đó, nó bị cái này nè.
Bây giờ con tắm á, mỗi ngày tắm á, là lấy khi mà mở cái đuối á, mở dội nước nóng vô đây trước. Trước khi tắm á, luôn luôn con phải cẩn trọng, không bao giờ được đổ mồ hôi mà vô tắm liền. Con phải lau khô, sau đó trước khi tắm á, dội nước ấm vô đây. Rồi nó xối xối, nó phun, nó sâu vô đây, đều, rồi sau đó con mới tắm. Thấy chưa? Rồi, giờ con thẳng tay lại lần nữa thế này. Chị thấy cháu á, ta có bớt rung không? Để cho mẹ cháu nói. Dạ, tay phải nó ngưng, tay trái nó còn. Tay trái còn chút. Nhưng mà từ từ cái gì, cái này mấy cái này phải tập từ từ để nó bị lâu rồi, cả năm trời rồi. Nhưng mà tay là nó ngưng này nè, mấy bữa lên như vậy tay nó sát sát dễ sợ lắm, bên này nè, cái này nó ngưng thì nó được, thấy không? Thấy không? Tay con mấy bữa đâu ngưng như vậy không? À, nó để nghiêng như vậy thì thấy nó trung nhiều, để lâu. Vậy nó có rung chút. Nhưng mà một lát nó vẫn có thể trở lại, cái này còn hư nhiều. Giờ mình thì cháu nó nhà nó có thể tự làm được hay không? Được. Đây nè, chà ngay này thôi, cái chắn cái huyệt này thôi. Dạ. Lấy cái tay này nè, nó nè. Cái xoa vậy nè, tức là sáng vừa thức dậy là làm một lần xoa 7 cái vậy thôi. Dạ. Sau đó đi làm gì đó làm. Dạ. Và cái này đặc biệt cử duy nhất một món là không được ăn cái gì tủ lạnh á. Cái gì để dưới dạng lạnh, trái cây hay là cái gì cũng vậy. Nghe từ nước đá hay bất cứ cái gì mà để lạnh không cho ăn. Sữa lạnh cũng không được. Cử lạnh, dạ, sữa lạnh không được, sữa chỉ cho uống ấm thôi. Dạ. À, vì nó bị lâu quá nó bị lạnh. Nè, xong rồi á, con mới lấy đủ xứng ha, từ đây, từ cổ tay nè, qua bên đây, tương ứng này, án vậy nè, nhẹ vậy. Tức là tay này con massage bên đây 7 lần, tay này con massage bên đây 7 lần, nhưng mà con nhớ là same position. Đây với này giống nhau. Đồng ứng. Con làm thử cho thầy coi con làm thử được không? Con lấy tay này con xoa trên này. Đó. Trên đây đó, trên chỗ cái black dot đó. Khi con làm á con nghe như thầy làm nè, con giơ tay ra. Khi con nghe nó như có cái cọng gân cộm á đó. Thấy không? Nó xịt vậy đó là trúng. Thấy không? Còn con làm ra ngoài này mà không có nghe cái cộm là không trúng. Hiểu không? Thì cái đó, thấy không? Là níu liền, tức là cái huyệt nó đau vậy đó. Rồi cái con làm bên đây đối xứng giống vậy luôn. Thấy không? Đó. Xem cái này. Thì không, nó có... bên đây nhưng mà là cùng một vị trí. Same position, yeah, opposite. Đó. Con xe nghe có cộng răng vậy không? Đồng ứng. À hả? Đồng ứng trị liệu đồng khoa. Ứng trị liệu. Ừ. Như vậy rồi là cái điểm đen này là cái triệu chứng. Triệu chứng của bệnh nó báo ra. Hay quá ha. Đó. Đó, rồi lật sắp lại à, sắp tốt hơn, ngửa rồi, ngửa. Nãy thầy nói ngửa. Là tại sao nó bị vậy thầy, đến nó bị không cái con này nó bị yếu cái thần kinh cổ, do nó bị một cái chấn động gì lạ, nó bị lạnh ở chỗ đó đột ngột cái gì lý do nó mà nó không biết, nó bị ngất một lần. Ừ, có lẽ là như vậy, nó bị cho nó ngất. Ừ, dạ. Có lẽ là nó bị như vậy đó mà nó tồn cái máu dơ trong đó nó ra không được. Dạ. Đó. Rồi sau đó có phải nó bị cái đó rồi nó mắt nó yếu không? Có để ý không? Mắt nó thì thật sự nếu con đẻ nó bị loạn. Thằng này nó bị cận, bị viễn, nó bị loạn. Cái cấu trúc của mắt nó bị loạn. Cấu trúc nó cũng khác được. Dạ. Bây giờ chịu khó làm hai việc đó trước đi. Dạ. Ha. Rồi vậy đó. Ha. Con làm được mà duy sức mà phải không? Còn nếu con làm không được nữa đó, con lấy cái thau dài vậy nè, mà loại nhỏ đó, mỗi buổi sáng giờ thức dậy mà đánh răng rửa mặt xong á, xong rồi nhúng nước nóng á, nhúng nước ấm mà cũng khá nóng á, xong rồi dắt cho khô đi, nhờ cái mấy cái lông mịn nhỏ nó như cái gai á, mới đưa qua gỗ xoa cái cổ nó vậy nè, nó tự nó kéo từ đây qua đây, kéo từ đây qua đây, hoặc con kéo ngang đây, con massage cái cổ con, trước khi con rửa mặt răng đi học con làm gì làm. Con massage cái đó và con giữ ấm cái cổ, không có được mặc áo rồi ở lửa trần cái cổ. Thí dụ nhà con có một cái miếng thá có cắm điện lên, bây giờ con giúp cho nó đè lên nó nóng mỗi ngày được. Cũng được, nhưng mà khi mà nó tắm vừa xong á, lấy cái đó là chườm cho nó bằng cách đó. Dạ. Đó. Vậy. Thì đến nãy thì em có nghe chị bảo con chị 16 tuổi đó, thì thật sự cái này thật lòng nói với đề nha, đó là con không dám nói, nhưng mà tại vì mình thấy không nói là đôi khi trời cho, nhưng đôi khi mình nói mấy bác biết đó, nếu mà trong gia đình có ai bệnh đó, cái mình nên lấy cơ hội mà còn thầy ở đây. Chẳng hạn như cái kỳ con gọi ra thì thầy nghỉ 2 tuần á, thì lúc đó có những người thật sự muốn chữa bệnh cũng không có thầy nên những thầy mà bận cái là đôi khi mình bệnh lúc đó, cho nên khi chỉ có bé 16 tuổi đó ra cho thầy, để mỗi bệnh nó khác đó, thì
Dạ, nhớ không? Dạ. Chúc thành công. Ráng nghe con. Không có gì hết. Có thể nói là cái bệnh migraine rồi triệu chứng nó ra sao? Dạ, cái migraine đó là có mình đau nửa đầu và cái mời cô ngồi ở đây cô. Hộp mà nó nhẹ đó thì người ta chỉ thấy nó đau thôi, nó nặng hơn chút thì người ta sẽ thấy mắt nó mờ. Có người họ muốn bù ói, thành ra tùy theo mức độ. Như trường hợp của con là nó tổng mọi thứ rồi. Mắt mờ, đau mắt, đau đầu, buồn ói, không ăn, thậm chí là con không nói chuyện được luôn. Con bị đến nỗi là khi mà con lên đó rồi thì đừng ai nói chuyện con một câu nào, con sẽ không nói một câu nào và không ăn được. Đó là bụng đói mà không ăn rất là bị, rất là nằm. Mình nói chữ là mình muốn chết thì nó hơi quá đáng, nhưng mà thật sự là lúc đó mình không muốn sống. Lúc đó là mình chỉ nằm thôi, thì con bị như vậy. Thì cũng đi lên emergency. Lên emergency thì thật sự bên Mỹ này họ chỉ cho mình uống thuốc. Mà cái đó thì con nghĩ là uống thuốc đó người ta nói là sau này mình sẽ bị qua cái tim, hoặc là về già mình sẽ bị stroke sớm. Thì cái đó là một cái phương cách là mình nghĩ không thể nào mình sử dụng ngoài được. Còn như thầy Phước Lộc ở đây là tất cả đều là bấm huyệt thôi. Mình không bị, đôi khi những cái người chẳng hạn giống như mẹ con nhà cỡ tụi bác đi, nó bị có nhiều người họ uống thuốc vô họ bị sai phát. Tức là mình uống vô mình trị một cái bệnh nhưng mà lại bệnh khác. Như tụi con đôi khi trẻ thì có thể chịu đựng được, nhưng mà những người giống như mẹ con uống thuốc này qua bệnh khác, chẳng hạn uống thuốc sổ mũi vô, uống thuốc sinh vô, cái nó qua là bào tử, thí dụ chẳng hạn nó bị tiêu chảy, thí dụ như vậy. Thì ra đấy, thì con thấy phải nói là thầy Phước Lộc, con nói đi nói cả ngàn cả triệu lần, con nói là mấy bác hôm nay mà có mặt ở đây thì thấy là rất là phải nói chia sẻ là phải nói rất là may mắn là tự nhiên lại không mình lại biết thầy ở đây, chứ không phải có dịp may mà biết được thầy này đâu. Dạ vâng, là tại vì không những một mình con mà gia đình con nữa, mẹ con, người ta có mình thấy thật sự là phải nói là người Việt Nam mình có câu gì con không có nói dở văn, mình giống như là trăm ngàn nghìn lời mà gọi là đội ơn thầy Phước Lộc ở đây hoặc là trường ở đây có để mà giúp cho những cái người bệnh nhân mình. Dạ vâng, đã chỗ không ngờ là bữa nay cổ trở lại, hồi nãy xin lỗi, hồi nãy lúc mà đang bận quá cổ hỏi mà tôi đâu có ngờ là cổ đâu. À, rồi cảm ơn cô, cảm ơn cô, chúc cô may mắn. Rồi biết đâu một người gặp những người nào mà bị cái bệnh như cô đó, thì bây giờ cô cũng là một thầy thuốc để cô giúp lại người ta. Thì cái đó là cái mục đích và cái mục tiêu của trung tâm cũng như thầy Lý Phước Lộc. Chắc chắn là thầy Lộc rất là vui và chúng tôi cũng rất vui là mình phổ biến để mà mình giúp đời. Mà ở đây mình mong sao để có điều kiện cái trường nó vẫn còn tồn tại, chứ nếu mà không có trường thì cũng không có thầy và không có thầy không giữ bệnh ai hết. Thành ra mình rất là mong cái trường này sẽ vẫn tồn tại để cho những người bệnh như mình tới. Quan trọng là có khám giả hay không. Tới trường. Thật sự là như thế này, tôi cũng xin chia sẻ đây là một cái tiếng nói của cô Tina làm chúng tôi rất là ấm lòng và cảm thấy này giống như là một liều thuốc bổ để mà chúng tôi đủ cái ý, đủ cái tâm lực để mà tiếp tục duy trì cái việc này. Thì quý vị biết cái trung tâm ở đây đó là trung tâm thiện nguyện và chúng tôi phải nói là cái chi phí nhiều lắm. Có thể nói là ở Orange County này mà một cái trung tâm mà cái cơ sở mà nó khang rộng lớn như thế này mà nó ngay trung tâm thì quý vị cái tiền rent và chi phí cũng rất là nhiều, nhưng mà cũng được cái giống tôi nghĩ là tôi với Quỳnh Lộc của tôi làm như nó có một cái tần số nó giống nhau, các vị thầy về đây cũng nhiều lắm, nhưng mà về cái tâm đạo đó phải nói là hiếm lắm, bởi vì thầy Lộc từ gốc đạo ra mới hướng dẫn chữa bệnh. Tự nhiên câu này khiến tôi chia sẻ cùng quý vị ở đây cũng như là tất cả huynh đệ trên các nơi người Việt Nam mình đó, chúng tôi ráng cầm cự hôm nay là được gần như là hơn 2 năm rồi, nó cũng rất là khó khăn. Chúng tôi nói không phải là kêu gọi sự đóng góp của quý vị, nhưng mà để tôi nói lên cho quý vị thông cảm cái tấm lòng của chúng tôi. Cũng như thầy Lộc ở đây đó, thì thầy Bùi Quốc Châu cũng là anh em, mà các vị về dạy về diễn chứng mình biết một khóa học như thế này đó, người ta lấy mỗi quý vị đóng á 500-700 đồng là thường. Và quý vị thấy đến đây thì chúng tôi xin quý vị 20 đồng phụ chút đỉnh để mà chúng tôi không đủ vào đâu hết tiền quảng cáo mọi thứ. Và như là chị Tina nói được một cái đó là chúng tôi cũng giống như cái sức lực, mà tôi nghĩ cái công việc này đó là toàn là cái tâm. Thì trời đất tụi nói chung đó, trời đất ông trời đó từ Việt Nam mình đó và các vị long thần hộ pháp cũng yểm trợ cho chúng tôi đủ khả năng, chúng tôi làm việc ở bên ngoài rồi cũng làm thêm cái này để mà
tiếp tục cái công việc như lời của cô Tina. Có lẽ là cái cô Tina cũng là đại diện cho một cái tấm lòng của tất cả mọi người nói được tiếng nói đó, thì chúng tôi rất là trân quý và cảm ơn cô Tina. Riêng thầy là Lý Phước Lộc đó, thì cô nói là phải có thầy ở đây, nếu mà không gặp thầy nhiều khi thầy đi về tỉnh độ sao sao biết được, phải không, chuyện đó. Nhưng mà như vậy thì quý vị cũng thấy là cái tâm của thầy Phí Lộc nói về những cái phương cái môn của thầy là đạo ứng trị liệu đó, không bán đồ, không có sách gì hết, mà vô tự chân kinh mà chỉ hết, biết bao nhiêu chỉ hết. Chứ thật sự cái này có nè, ví dụ giờ đi bác sĩ ở ngoài hay là giờ các thầy đồng ý, thí dụ đây là tôi xin chia sẻ sự thật nha, người ta chữa cái gì thí dụ cái phần đó chừng 3 lần hết, nhưng mà ta không chữa vậy đâu, người ta kéo dài ra chừng 1 tháng 2-3 tháng để mỗi ngày đóng một chút. Ở đây chúng tôi làm chuyện đó được, nhưng mà chúng tôi không làm chuyện đó. Thầy là ông cười và ông có cái tên gì bằng đạo bằng tăng gì đó huynh đó, thành thử ra chúng tôi mới nói có nhiều anh em mà gọi điện thoại vào, tôi nhắc lại đây là một cuộc cách mạng về diện chẩn và bấm huyệt, và về cái tâm đó là tâm đạo, thành ra dám làm những sự việc này thật sự đó. Thương thì cũng có nhưng mà ghét là không biết bao nhiêu người, bởi vì mình làm trái ngược lại đời, mà đạo thì nó nghịch cái đời, phải nói là sự thật như vậy. Bởi vì cái đó là công việc của business của quý anh chị em, chúng tôi với cái tâm thành thì chúng tôi xin lèo lỗi trước tất cả các vị đó, bởi vì cảm thấy bức xúc trong lòng. Thầy Lộc và chúng tôi tâm ý ra làm những công việc này chỉ muốn rằng là giúp cho mọi người, và mục đích đó không phải là thầy Lộc chữa bệnh, tôi xin nói lại là hướng dẫn để chúng ta biết chữa bệnh người khác. Trường hợp cô Tina bị mất ngủ bao nhiêu năm trời, và bây giờ cổ nói cổ biết làm cho những người khác, đó là cái điều mà mục tiêu của thầy Lộc. Và một lần nữa xin những cái lời dài dòng như thế này, bởi vì cảm ứng từ cô Tina chia sẻ. Xin tâm cảm ơn tất cả quý vị. Xin mời thầy Lộc. Bữa nay đặc biệt. Giờ chắc chắn dạ, tới đây cảm ơn Tina và gia đình. Chữa bệnh nó bây giờ cho bé nó về. Con cảm ơn mấy bác, tại vì thật không sự nãy giờ con mong mà Tina nhiều quá. Okay. Không có chi thôi thầy. Tina chị chữa. Giờ không thì thầy chữa mình bao. Chữa mấy lần trước thầy sẽ đi còn nhà vâng. Còn chữa cho cô là chữa cách đi cái khóa trước chứ không phải khóa này. Con cảm ơn mấy bác nha, nãy giờ thật không sự con chi. Không có định nói nhiều, nhưng mà đôi khi có lẽ là vì cái cảm hứng mình được có quyền đó thì con nói mấy bác nên mà cái quen mà hàng xóm với bà con đó. Mà ơn mình đã thấy trước cái bệnh gì đó mình nên thách cơ hội là thầy ngày hôm nay thầy vẫn còn chữa bệnh thôi. Dạ vâng, dạ xin phép cảm ơn bác nha. Rồi mời vị nào tiếp lên. Ngay bữa nay đây. Rồi cho tôi coi cái thầy hồ sơ của quý vị bệnh như thế nào. Tina có nghi thuật lấy số cái điện thoại của Tina dùng. Dạ. Anh Khương hở vang tim và tiếng tiền luyện. Và đi đây mình nói để cho bà con ở trên sao sẽ xem đó, người ta biết thầy ta chữa biết nhiều năm. Thế bây giờ cái triệu chứng là tiếng tiền luyện là tiểu không có test thì không có gì, nhưng mà tại vì cái điện tử máu đó test cao lắm, ngày xưa nó chấm 0.4 thì nó chấm 10 rồi, mà bác sĩ thì cho uống thuốc bình thường. Dạ. Rồi bây giờ quý vị đây nhá, để tôi chỉ cho nghe chuyện này thì chỉ đó. Thank you.
bên nó tay này, tay bên này nắm chào bên này, muốn chào này, chào theo theo tiếng này, ta xuôi tay nó đang cho làm. Bên cái tay ra đó, để cái tay này chà nó mới vô đó, bị đó màu cho đó thở cho đó, đó tức là nó ảnh hưởng qua tới cái động mạch phổi. Tay này đó, khi mình biết nào cho nó rồi đó, mình phải dùng cái tay này. Xong mình nắm tay này, từ cái rãnh này, trở xuống. À, khi mình tìm ra việc đau thì mình làm vậy. Trời để vô. Kia cũng vậy. Nếu mình tìm ra việc đau rồi, mình chà, mình chà lấy vô. Nhưng mà luôn luôn mình làm hai tay để mình lấy một tay bị đau và chà ra. Sau đó mình mới là dùng cái tay sẵn lấy kiếm, lấy kiếm. Mình coi tôi làm ha. Dùng cái sấm bằng tay đó, nó giống như bây giờ mình một cái đà nó yếu lắm, đấy. Năm đà chồng lên nhau, thì cái sức nó mới mạnh, nó mới cứng, chà. Từ cái sân căn này dọc cho tới cái bọng má, qua tới cái điểm nhăn này. Qua điểm này, qua cái điểm đen này, Vinh coi tôi làm trước, đây này, dùng tay trái này ha, tay trái chà bên trái, chà từ đây nè, dòng từ đây qua tới cái bọc má, chỗ này ngang cái chỗ mà nó có cái tàn nhang này, Vinh coi tôi làm trước này, nó chà đúng 7 cái như vậy, nó đưa qua cái bọc má. Thì nó sẽ thông cái phổi, nó làm cho nhẹ tim. Mà lực á, 5 ngón phải dày lại, khép lại thì nó mới có cái lực. Mình tay trái ra, dùng tay trái ra. Không, chưa đúng. Cái chỗ này nè, ngang cái này, nó ngang cái gắn. Đó, đi theo cái rãnh đó, đó. Xuống rồi mới móc khoan cua. Coi tôi làm thử nè. Theo đường rãnh nè, xuống nè, nó tới qua đây muốn móc khoan cua. Thế nó đau không? À, nếu mình làm đúng là nó sẽ đau, còn mình để bình thường nó không đau. Mình xuống nè, móc khăn cua đó, thì nó sẽ thông, nó nhẹ, cái này nó sẽ thở sâu hơn. Nếu mà làm được như vậy đó, thì từ từ cái nó sẽ kín lại đó. Nhưng mà phải dùng cái này nó mới có lực đó. Xong móc cái khăn cua này đó. Vút xin 45 độ vậy ta, không có gì hết. Dạ, bên tay trái thôi. Bên tay trái nè. Dạ. Quynh quynh ngó trên cái mà màn kiến á, mình sẽ thấy một cái đốm nhang bự như này. Dạ đây. Ngày xưa nó không có, sau giờ nó có chút. Thì tại vì nó có bệnh. Trời sức mưa, trên mây đêm mây đen nó báo. Nó báo nhiều. Hầu hết những người bị tim đều mà cái vết cho nó rất nặng. Ngày xưa không có. Rồi cái Vinh cứ làm đi, là Vinh đừng có đập cái đèn nó bỏ nha. Cái đèn đó là đèn computer đó. Vinh làm như vậy một thời gian tự nhiên cái đó nó giật. Mà nó tỷ lệ thuận, nó càng giật, nó càng trong đi thì cái nó sẽ quên. Dạ. Tiếng tiền lệ thì mình chà cái chỗ sáng tôi chỉ đó, 212 trong hai cạnh này. Hai này. Trước. À, giờ coi tôi làm nữa, ha. Giờ lấy cái hình đây đã. Để mặt anh với thầy.
Không. À, đây nè, cái chỗ cái cục này nè. Có cái dòng này nè. Cái dòng này nè. Là cái hấp bụng á. Đây, nằm đây, hấp bụng. Đây, mình lấy. Chín cái chân giờ này. Dễ sao không có tắm. Làm nó tắm mất. Làm nó thử bên này. Giống vậy nè. Bên nào đau nhiều. Bên này đau nhiều phải không? Bên này đau nhiều là lấy bên này nè. Đó. Luôn luôn làm hai bên nè. Đó. Rồi lấy bên nào đau nhiều. Đó. Nó đau chịu không nổi. Thì chỗ nào nó đau? Trên mi mắt không? Dạ. Trên mi mắt này nè. Cái xương hốc mắt này. Đi ra đụng tóc mai. Thay theo ngón tay tôi nè. Từ xương hốc mắt nè. Vô chỗ lõm này nó đau tới tóc mai, chỗ này nó đau chịu không nổi. Đó. Thì chỗ đó là cái hốc bụng á. Mang kiến vô đi, mang kiến vô tôi chỉ cho. Mang kiến vô bây giờ mới thấy đây. Tôi vẽ ra cái hình này cái về giường ha. Đây. Đây là cái điểm gãy của lông mày, cái xương trán chạy dọc đây nè, xương trán chạy dọc từ đây tới đây nè, thì chỗ này nó có cái lõm. À, theo cái hướng 45 độ từ trong mình chà ra. Dạ, cái lõm này lõm bờ bi bên đây. Dạ. Dạ, chà chuốt ra đó, chuốt nè. Cái vuốt như vậy thôi. Tức là chà cái dưới này trước, xong rồi chà vuốt bên trên. Rồi cái thứ hai để mình phòng ngừa bây giờ tất cả những cái bệnh mà thuộc về bụng á là lấy cái sủng này làm chủ. Sau khi vuốt cái đó xong mới vuốt cái sủng này. Đau á. Xong vuốt sủng. Hai bên cái mép này. Đó, đau. Hai bên cái này nó thấy vậy nè lợi hại lắm nha. Trị tiểu xóm. Để trị tiểu xóm. Tiểu xóm. Tiểu tiểu xoắn, tiểu dắt, tiểu láo là đi không cầm được. Tiểu xoắn thì nghe là nghe cái chuyện gì thọc tay vô nước lạnh cũng tiểu. Đúng không? Rồi tiểu dắt là tiểu hoài mà không ra, gọi là tiểu dắt. Nhớ chưa? Ba tiểu. Thành một chú tiểu luôn. Là đi tu luôn. Đây chuyện này phải không? Dạ, không, đây ngay cái mép miệng. Mình vuốt về mà nó túng mà mình thấy nó tê cho đó, dài cho đó. Mình vuốt ra là không đúng, vuốt xuyên cái này xuống. Nè, ngay cái mép mà đi xuống. Ngay cái mép, mép miệng là đây. Còn này là trên này tới là tháp lệnh lệnh. Ngay mép này. Nè. Không được chưa? À, hy sinh mấy đầu ngón tay là vuốt vô à. Rồi xong rồi ngậm miệng. Ngậm miệng là vuốt cái này. Với tất cả những cái bát hậu việt trong 8 cái đại việt lớn, những cái gì thuộc bụng là phải dí ở thừa tương. Cuối cùng phải dí ở thừa tương. À. Còn tất cả những quyệt thuộc về lưng á, cuối cùng là phải ấn ở chỗ nhân trung. Là nó ý nghĩa nó như vậy. Cho nên là khi ta ngồi thiền á, là lưỡi phải cong lên đốc vọng, ta nấu nhâm đốc ngậm miệng lại vậy ta hai mặt này để nấu. Để trước và sau nó nấu liền. Thở sau cho nó nấu đều. Thở làm sao cho đều, không cần bây giờ không cần biết. Huynh cứ thở làm sao đó, sau khi Huynh chữa bệnh xong rồi Huynh cứ hít vô thở ra nhẹ nhàng mà Huynh thấy rằng cái hơi thở của Huynh mỗi ngày nó mỗi sâu thêm thì coi như là Huynh thở đúng. Còn Huynh thở mà vẫn còn gọi là cứ hước ra đó, hoặc là những con cá ngập nước đó, hoặc là thở vô nửa chừng nó nghẹn là coi như nó chưa quất. Đó. Thì nhớ không? Ở trên mặt nè. Nè. Ở trên mặt là cái này trước. Rồi. Xong nhớ bên trái, đúng rồi, rồi cũng bên trái luôn, có tiền được tiếp. Như là hai bên này, mép miệng, ra một bán đây, cái tay chỗ này, cái kẻ tay. Dạ, con kẻ tay vô. Nhớ nổi không? Dạ. Cảm ơn thầy. Không có chi, vừa quýnh áp dụ tử ra. Rồi, mời diễn ra tiếp. À, ta thử cho nên nãy giờ nãy tôi tính con trị nhưng mà thầy đừng quay con. Ok. Dạ. Không muốn quay phải không? Ừ. Không okay. Quay. Không muốn lên tàng hình hả? Không muốn lên tàng hình. Không muốn lên tàng hình. Là số ví dụ như là con giáo này kia tao không muốn. Phải không? Nhưng mà tại vì đây đó là
mục đích là phổ biến để tập cho người ta, thầy và các thầy đâu có ở chợ hết nơi, để cho hướng dẫn cho người khác chữa bệnh, như trường hợp cho cô đó đó. Đó thì đừng có quay cái mặt đi, quay hai cái tay thôi đó, quay hai cái tay của chị thôi, quay hai cái tay được không? Được. Hai tay được, không, hai bàn tay đẹp quá, quay bàn tay được để cho thầy thấy chữa bệnh. Ờ sao thôi đi, hai con bị tăng nhãn áp. Tăng nhãn áp, dạ thầy chị. Rồi cái việc đầu tiên á, cái gì mà liên quan tới nhãn áp á, tức là nó nằm đằng sau cái gì? Quay thầy thôi chứ. Hai bàn tay của chỉ rồi thấy chưa? Nhãn áp nằm ở đâu? Nhãn áp nằm ở lỗ tai, nhãn áp nằm ở nhãn cầu phải không? Đằng sau phải không? Yeah. Nếu mình nhìn cái nhãn cầu của mình nó về thì cái con ngư, cái trồng con ngư, cái giọng môn nó sẽ đi vậy nè. Phải không? Dạ. Yeah. Đây nè, thì tất cả những cái như kính hậu tụ đó thì nó xuyên những cái tia sáng qua, nó sẽ rớt ngay cái màn hình trồng trên giọng môn này nè. À, để mà mình thấy. Do vậy cho nên nếu mà thiếu huyết áp cao dưới đáy mắt á, là nó cũng làm cho mấy anh này nó bị ảnh hưởng theo. Thì cái việc thứ nhất á, là mình lựa cái nguyên tắc gần mình làm vừa trước. Mình áp dụng nguyên tắc từ sáng tới giờ mình nói á, là mình lựa cái gần mình làm mình xài trước thì gần nè. Nguyên tắc là mình nói này nó là bụng cái gì, nhưng mà thật sự nó túi cái trong này nó mới là cái bụng. Nhưng mà nó gần cái đây nè, theo cái lực lên cận của mắt á, là nó để một cái gì đó, là chỗ đó nó ảnh hưởng tới mắt, ảnh hưởng nó để cái nút bự quá mình không có xài. Mình không có giống như mình thấy nó báo hiệu cái đèn tự nhiên nó luôn luôn nó chớp chớp, rồi mình tức mình đặt cái bên đó bỏ, không phải. Mình là đối xứng ngược lại, giống như bên này mình lấy cái việc xuống ngọn ngón quay đó, hôm nay vậy đây vậy mình lấy đối xứng giống vậy. Còn nó có đau không? Không đau phải. Đau vậy là chưa phải, bây giờ nó bỏ qua rồi, bây giờ mình xài chỗ khác. Đây một tay mình bóp về, bỏ hai chân nó cà đó vậy ngon gì. Mình đang bóp này nè, mình thấy cái đường cong làm sao chân tay á, nó giống cái đường cong ở trên giọng môn. Mình bóp về nè, ha. Cái này tôi bây giờ tôi mới sử dụng mắt kiến thức, tôi thấy cái gì lạ đó. Đây, khi quý vị mà bóp lại như vậy đó, đó, rồi quý vị mới đi theo cái đường chân tay nè. Nó cái gì nắng xong một cái, xong cái đường thứ hai cũng vậy, mình bớt về ha, nó lòi cái đường cong chân tay ra, xong cái gì bớt luôn. Mình lại ít đau hơn nè, đúng không? Bớt nhẹ, bớt từ giữa tay đúng không? Nổi không? Làm gì nổi không? Vậy thôi. Sau sau đó mới trả cho hai cảnh này. Vì con mắt á thì mình phải trả đây. Tiết đoạn này nè, ha, nóng vậy. Nắng nè. Có này nó đau nổi. Cái này đau ha, thì lấy đây. Thì cái này đau á thì lấy vậy, thì cái nhãn áp nó sẽ giảm, nó dần dần nó tỷ lệ thuận với cái này đó. Rồi sau mình mới xoa lại bên này biết ha, thì cái lần nào đau đấy hai việc bóp cái lỗ tai chút việc ngay chỗ đó trị luôn cái khung gọi là phụ giống mạc chứ là bung giống mạc, khung phụ giống mạc ở trong này trong. Còn ở ngoài đó là làm cho nó những cái gì nó thuộc về mắt á, yeah. Tổng quát à, nằm đây là coi như sưng là cũng là sưng đây xưng, còn chỗ này á là giận nhãn, giận nhãn tức là con mắt cử là cử động á, đảo qua đảo lại lên xuống á, hoặc là bận nhãn hoặc là mi mắt đóng không được mở không được á, cũng là đây là ở giữa ai giữa à. Phù giống mạc, vung giống mạc, phù giống mạc, vung mạc là ngón cái à. Đi cầm rồi mình, nếu mà mình lúc mà mình nhồi á, mình
kéo nó qua hay là mình không, mình chỉ xoa đều tay xoa đều tay với một cái lực vừa phải, mình coi chỗ nào nó đau là chỗ đó nó là nó quyện. Mình thí dụ như chẳng hạn như ngay chỗ hai cái làn da thì nó đau thốn hơn là nó hai đông da đông đông thì làm giờ chỗ hai làn da đó. Còn con mắt thông thường tự nhiên nó thị lực nó giảm á, thì ấn cái giữa này, ấn ở cái điểm này, ấn này nè, thấy chỗ như có cái này nè, giữa mắt này cái thẳng lên này. Cũng cái độ mà để mà chị chữa viêm son đó thầy. À, giống như viêm chữa viêm son mũi á, từ giữa này đi lên vậy đó, đó đây. Đó, là cái làm cho thị lực nó thay đổi. Kém thị lực. Kém thị lực, đó, đưa lên. Cái chị này gì không đau. Ha, giờ không đau. Mà đau chỗ khác nó lại vậy đó. Nhớ nổi không? Không, đây nè, bóp này nè, con bóp này coi giùm con rồi ráng bóp làm sao đừng cho nó kẹt tóc, khi nó là bây giờ mình không có thể thấy tóc được mình mà tóc nó mỏng quá mình đụng cũng không có feel được, thành thử khi làm nhớ làm sao nó gọn này nè, ở đây kéo ra vàng là nắm nè. Sao lại tay ấn kéo mà le lưỡi như chỉ vậy đúng không thầy? Đúng, phải nó đau ở le lưỡi à. Rồi, nhớ nổi chưa? Dạ nhớ thầy, cảm ơn rồi đi. Ủa thầy, cái thể lực mà giảm thầy nó chỉ chỗ đó không đau vậy là chỗ khác là chỗ nào thầy? Thì đây nè. Thể lực á. Thể lực á. Con bị cận thị. Con cận thị ha, con sẽ bị đau phút này chứ sao không? Con không. Không, gặp thầy con chưa có làm xuống đây nè. Từ cẳng này đi lên nè. Nè, đó, nè. Giữa này lên. Còn lấu đi nó này. Hả? Lấu thì không cận thị lão đi cũng vậy. Bóp nó lại cho rồi. Vậy con nào có trúng đâu? Con nào có trúng thì nó đó. Nhưng nó chỉ là sao chỉ được nó trúng cái lên. Giữa con ngươi. Giữa con ngươi kéo thẳng từ dưới lông mày lên đụng chân miếng đó.